Mừng năm mới, laptop giá cực hời, giảm giá lên tới 50%. Truy cập ngay trang web nguyendinglaptop.com để nhận ngay ưu đãi. Có bao giờ anh em tự hỏi rằng là cái chiếc laptop của mình hay là chiếc PC của mình thì nó mạnh mẽ đến mức nào không nhỉ? Tôi cũng từng tò mò như vậy nhưng mà thực sự là không biết thế nào ước lượng, chỉ biết rằng là nó dùng con chip này này, dùng con cạc thế này thôi. Chứ thật sự là chúng ta không có một cái thang điểm nào để đo cả. Nên vì vậy, bây giờ các nhà phát triển công nghệ đã cho ra những cái ứng dụng để có thể là đo được cái sức mạnh của chiếc máy của bạn. Vậy thì đó là những cái ứng dụng nào? Thì ngày hôm nay anh em sẽ xem tôi hướng dẫn nhé. Cái ứng dụng đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là Segment R23. Cái tên này anh em sẽ nghe khá là nhiều vì đây là một cái bài test khá là phổ biến trên laptop của người PC. Thì cái phần mềm này sẽ đo sức mạnh của anh em ở con chip và con CPU ấy, và điểm đa nhân và đơn nhân này. Nó sẽ gọi tên của con chip ra là gì này, bao nhiêu luồng này. Và từ đó nó sẽ cho ra cái điểm trung bình dựa trên điểm đa nhân chia điểm đơn nhân. Nó sẽ cho đến điểm gọi là MP Ratio ấy. Thì cái điểm trung bình. Nói chung thì đây là một cái phần mềm khá là hay khi anh em sẽ có thể đo được cái sức mạnh của CPU. Sau đó anh em có thể so sánh trực quan với những con CPU khác trong cùng phân khúc hoặc là ở trên đó nữa. Thì đây cũng là một cái mình thấy rằng đây là một cái điểm mà mình sẽ tập trung khai thác cho laptop nhiều hơn, mình chỉ đo sức mạnh của CPU thôi. Thế là đây là một cái nhược điểm nho nhỏ đối với cái phần mềm này và nó chỉ là những điểm số thôi. Còn dựa trên đó là cái tính tham khảo để so sánh với chiếc laptop khác. Còn nói chung thì có những phần mềm tiếp theo tôi sẽ nói cho anh em đây sẽ hay hơn nữa nhé. Cái ứng dụng tiếp theo mà tôi muốn nói để cho anh em là ứng dụng Fullmax 3D. Cái ứng dụng này thì anh em nghe đã biết tên nó hiểu là gì đúng không ạ? Cái mục đích chính của nó là để test cái khả năng sức mạnh xử lý phần mềm 3D của chiếc máy của chúng ta. Và đây nó chỉ là một cái phần mềm để mà đo cái khả năng xử lý xong dựa theo kiểu là frame per second FPS ấy, xem mà nó có khả năng xử lý mượt mà hay không, chứ nó không đo điểm của segment như kiểu segment là điểm của GPU hay là điểm của CPU. Và đây cái phần mềm mình thấy rằng nó cũng khá thú vị để anh em có thể tham khảo qua. Ứng dụng số 3 đó chính là Geekbench. Anh em này có thể bắt gặp là trên điện thoại mua bài Geekbench ở trên laptop của chúng ta hoặc trên PC nó cũng có cái phần mềm này. Thì cái phần mềm này nó cũng sẽ thông báo chúng ta rằng là tên của máy của chúng ta là gì này, cấu hình ra sao này. Và ngoài ra thì nó cũng đo cho chúng ta khả năng xử lý của CPU. Và đồng thời thì cũng có thêm một cái nữa là Compute Benchmark, nó đeo cái sức mạnh của cái phần của con cạc màn hình của bạn ấy. Nói chung cái phần mềm này mình thấy nó cũng khá là thú vị khi nó ra cả CPU này, cả GPU. Thì anh em sẽ có một cái nhìn nó trực quan hơn là so với Geekbench R23. Và cuối cùng ấy, đó chính là phần mềm PC Mark 10. Thì mình để ý rằng là đây là cái phần mềm nó toàn diện nhất, nó tròn vai nhất. Nó sẽ phân tích cho em một cái dạng ở chiều sâu luôn. Nó sẽ có một cái bài test tổng và test tất cả các phần mềm như kiểu là khả năng xử lý văn bản văn phòng này, khả năng lướt web này, khả năng thiết kế đồ họa này, khả năng edit video này. Rồi gần như là nó làm tròn tất cả mọi vai trò test. Và sau khi test xong nó sẽ phân tích cắt từng cái mảng ra để anh em có thể là thấy được rằng là cái khả năng xử lý của chiếc máy của chúng ta đâu và nó có một cái mức điểm chung. Thế nhưng thì mình thấy rằng là nó sẽ có hơi một cái nhược điểm nhỏ nhỏ, đó chính là mình không thấy cái phần so sánh giữa chiếc máy của mình so với những chiếc máy khác. Thành ra cũng hơi khó để anh em có thể là so sánh trực quan so với những chiếc máy mà cùng phân khúc chẳng hạn, anh em muốn mua đang cân nhắc hai chiếc máy. Thì nói chung thì đây vẫn là sẽ là một số cái phần mềm mình nghĩ rằng cũng khá là thú vị để anh em có thể tham khảo qua xem là cái laptop mà mình ưng chim ưng nhất thì nó có mạnh như mình tưởng hay không. Và clip của chúng ta đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thích clip này thì đừng quên để lại một like, một subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ những clip mới nhất đến từ Dương Sẹo và Nguyễn Tốt nhá. Xin chào anh em.